Mình đi Việt Nam xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì những ngày vừa qua thì rất nhiều quý cô chú anh chị và các bạn là mong ngóng cái chuyến bay quốc tế và thường xuyên hỏi Mình đi Việt Nam là chừng nào sẽ mở lại cái đường bay quốc tế. Thì thưa quý vị, là những cái yếu tố để mở lại đường bay quốc tế thì đang được các bộ ngành cũng như là các cái cơ quan chức năng người ta xem xét, và cái việc khả năng chúng ta đàm phán với các cái nước trong nội khối di chuyển thì có được thành công hay không, và có rất nhiều yếu tố để chúng ta có thể quyết định là có mở được lại cái đường bay quốc tế hay không. Và thì đó cũng chính là cái mong mỏi của rất nhiều quý cô chú anh chị các bạn đang ở nước ngoài và mong muốn được về nước. Thì hôm nay có một tin rất là mừng khi Mini Việt Nam mới được biết rằng là Thủ tướng đã đang xem xét sẽ cho mở lại cái đường bay quốc tế thương mại tới một số quốc gia. Thì Thủ tướng đã yêu cầu là các cái bộ ngành và ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid là phải xem xét cũng như là đề xuất về việc mở các đường bay thương mại tới một số quốc gia với đảm bảo là cái hệ số an toàn về dịch bệnh phải cao. Thủ tướng đã phát biểu tại cái kết luận cuộc họp thường trực chính phủ về Covid-19 vào chiều ngày hôm nay. Thì Thủ tướng nhận định là đến nay thì chúng ta đã kiểm soát tốt cái tình hình dịch bệnh trong phạm vi quốc gia, và bên cạnh đó thì cái mục tiêu kép, tức là vừa đảm bảo được cái an toàn về Covid-19 và cũng phải đảm bảo được cái tốc độ phát triển của nền kinh tế, đó là cái mục tiêu kép của chúng ta. Và gần như là cái mục tiêu kép này là bước đầu đã được thực hiện tốt, như là việc chúng ta đã đẩy mạnh cái việc giải ngân đầu tư công, rồi đẩy mạnh cái việc xuất nhập khẩu, cũng như là thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, công nghiệp để mà không bị đứt gãy nền kinh tế. Tuy nhiên thì Thủ tướng cho rằng là chúng ta vẫn còn những cái nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Do đó mà chính phủ phải yêu cầu các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành y tế phải không được chủ quan, không được coi thường và phải quán triệt cái tinh thần sống chung với dịch. Đó, như quý vị biết, lần thứ nhất chúng ta bị và chúng ta đã gọi là khống chế được cái dịch. Tuy nhiên thì do cái cũng một phần do chúng ta chủ quan, chúng ta chúng ta tự hào rằng là chúng ta là cái nước đã được khống chế được dịch trong vòng 99 ngày. Và thực sự khi mà cái cơn dịch thứ hai nó bùng phát thì chúng ta mới nhìn nhận lại rằng là có một cái chút chủ quan ở đây. Cho nên lần này thì Thủ tướng chỉ đạo rất là rõ ràng và yêu cầu là chúng ta phải quán triệt cái tinh thần là phải chủ động cũng như không được chủ quan, cũng như phải xác định cái tinh thần là phải sống chung với dịch. Có thể hết đợt 2 nhưng đợt 3, đợt 4 thì sao, có hay không đó. Và mọi người phải luôn luôn phải ý thức cái việc gọi là vệ sinh cũng như là đeo khẩu trang cũng như tiếp xúc những cái nơi công cộng. Nó rất là nhiều cái biện pháp mà chính bản thân của mỗi công dân chúng ta ở trong nước phải tự bảo vệ chính mình và cũng như là giúp cho cộng đồng nó hạn chế được cái việc lây lan dịch bệnh, và chúng ta phải xác định là cái việc sống chung với dịch. Thủ tướng cũng cho rằng là cái việc đề cao cảnh giác để mà dịch không xâm nhập vào các địa bàn dân cư là một trong những yêu cầu cực kỳ là cấp bách hiện nay. Và nếu như mà có những cái ca dịch bệnh như vậy á, là chúng ta phải khoanh vùng nhanh và cũng như là xử lý thật nhanh để mà không để dịch cái lây lan ra diện rộng. Thủ tướng cũng cho rằng là cái việc mà chúng ta đề cao cảnh giác dịch và không cho dịch xâm nhập vào các cái địa bàn dân cư là một cái yêu cầu cực kỳ cấp bách. Và nếu như mà có cái dịch á, thì chúng ta phải lập tức là phải khoanh vùng nhanh rồi xử lý nhanh, không để các cái dịch bệnh nó lây lan ra diện rộng. Đó, vừa rồi ví như là ở các cái tỉnh mà khi mà chúng ta có những cái ca bệnh mà đi từ Đà Nẵng về Hà Nội hoặc là đi từ Đà Nẵng về Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì khi biết cái người dân ở cái chung cư nào, khu phố nào, con đường nào là lập tức là cái con đường đó, cái khu phố đó, cái chung cư đó là lập tức phải được khoanh vùng xử lý dập dịch ngay tại chỗ đó, không để nó lây lan ra rộng, và kiểm soát cái đường đi lại của cái người đó, cái lộ trình họ đi ở đâu như thế nào, gặp ai, và chúng ta khoanh lại ngay lập tức thì cái dịch của chúng ta mới được kiểm soát dần dần. Và lãnh đạo chính phủ thì nhấn mạnh cái việc là chúng ta phải tiếp tục thực hiện các cái biện pháp đã đề ra. Đó, như cái việc mà chúng ta đeo khẩu trang nơi công cộng là phải 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 làm mạnh, và cũng không phải không được tập trung là quá đông người khi mà chúng ta không cần thiết đi ra ngoài. Đó, vừa rồi ở Thành phố Hồ Chí Minh các bạn thấy đó, ở Sài Gòn chúng ta là thực hiện rất là tốt. Bên Ủy ban nhân dân người ta yêu cầu là nếu như mà chúng ta tới những nơi công cộng mà không đeo khẩu trang là bị phạt tiền. Đó là điều tất nhiên rồi, và tự nhiên là người dân chúng ta phải 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 bị phạt vài lần là sợ thôi và phải tự chấp hành thôi. Bởi vì nhiều khi có những quý cô chú anh chị chủ quan đó các vị, nhiều khi có những cái cô chú mà khi đi ra ngoài đường thì sợ nóng, sợ ngộp, khó thở thì chúng ta không đeo khẩu trang ở những nơi công cộng,
Còn thực sự thì đa phần thì cái việc đeo khẩu trang đối với người dân Việt Nam chúng ta thì nó quá quen thuộc hàng ngày rồi. Tuy nhiên còn một số cái thành phần thì lại không đeo khẩu trang, và chúng ta phải chấp hành nghiêm và chấp hành đúng và cũng như là hợp tác với chính quyền trong cái việc này. Đó là phải thường xuyên cũng như là nhắc nhở nhau phải đeo khẩu trang nơi công cộng, cũng như là không tập trung quá đông người khi mà chúng ta không cần thiết đi ra ngoài. Và cái việc tiếp tục mà quán triệt cái tinh thần đó là thần tốc quyết liệt và khoanh vùng gọn, dập dịch nhanh để thực hiện cái mục tiêu kép, tức là vừa phòng chống dịch mà vừa phát triển kinh tế, rồi phải ổn định xã hội, đảm bảo an sinh về việc làm. Đó quý vị thấy, bởi vì khi mà cái đợt dịch thứ nhất cho đến đợt dịch thứ hai, đợt dịch thứ nhất thì chúng ta đã thấy rất rõ rồi, nền kinh tế của chúng ta bị suy giảm cực kỳ, không riêng gì Việt Nam mà tất cả những nước trên thế giới. Khi Covid tới, có nhiễm hay không có nhiễm thì đều ảnh hưởng theo một cái chuỗi thương mại như vậy. Nó làm ảnh hưởng cực kỳ lớn tới cái dòng tiền cũng như là cái nền thương mại, nền kinh tế chung của thế giới, rồi cái tình trạng thất nghiệp đó, mất công ăn việc làm xảy ra rất là nhiều thưa quý vị, không riêng Việt Nam mà ở Mỹ, ảnh hưởng rất là mạnh tới những nước phát triển nữa quý vị. Và Thủ tướng là yêu cầu là Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, nhất là các cái tỉnh biên giới phải phối hợp với Bộ Quốc phòng quản lý chặt chẽ cái việc nhập cảnh tại khu vực biên giới và không để xảy ra cái tình trạng nhập cảnh trái phép vào nước ta. Đó quý vị thấy là cái nguồn cơn của cơn dịch này, cái lần thứ hai này chính là từ cái việc mà những cái người nhập cảnh trái phép là từ Trung Quốc qua và đã lây lan dịch bệnh, khiến cho cái đợt dịch này thực sự là nó diễn biến quá phức tạp đi. Cho nên lần này là Thủ tướng quán triệt rất là rõ đối với những cái bộ đội biên phòng phải quản lý chặt chẽ và phối hợp phải chặt chẽ hơn nữa với cái Bộ Quốc phòng đó, để không có cái tình trạng là người vượt biên trái phép mang dịch bệnh từ Trung Quốc qua. Bởi vì nước ta thì có rất nhiều cái ranh giới mà tiếp giáp với Campuchia, Lào, Trung Quốc, cho nên là cái khả năng mà những cái đồn biên phòng thì phải làm việc tích cực hơn và phải bố trí lực lượng dày hơn để mà kiểm soát những cái vùng biên giới tiếp giáp như vậy. Còn đối với Bộ Công an thì Thủ tướng yêu cầu là phải khởi tố các cái trường hợp mà nhập cảnh trái phép, các cái cá nhân, tổ chức, những cái đường dây, các cái cơ sở lưu trú mà đưa người hoặc là tiếp nhận trường hợp nhập cảnh trái phép theo đúng quy định của pháp luật, nó phải xử nghiêm, xử đúng những cái cá nhân mà đã tổ chức đưa những cái người nhập cảnh trái phép, phải đưa bệnh tật từ nước ngoài, từ bên các đường biên giới qua Việt Nam, khiến cho cả nước của chúng ta, nền kinh tế của chúng ta đều đứng, khiến cho cái đường bay quốc tế trong cái dự kiến là tháng 8 này mở, đầu tháng 8 này mở thì đến nay là cuối tháng 8 thì chúng ta gần như hoàn toàn phải tập trung cho việc dập dịch. Và hy vọng là trong đầu tháng 9 này, nếu như trong nước chúng ta đã ổn định được cái dịch bệnh rồi thì sẽ mở cửa để mà cái đường bay thương mại. Hiện tại thì chúng ta đang phụ thuộc vào đường bay em hồi hương, các chuyến bay hồi hương để đưa công dân của chúng ta về nước. Tuy nhiên thì còn rất nhiều công dân Việt Nam chúng ta mắc kẹt ở nước ngoài và mong muốn được về nước, như vậy thì chỉ có những chuyến bay thương mại thì mới đáp ứng nổi những cái nhu cầu mà chúng ta chuyên chở được công dân của chúng ta về thôi. Chưa nói đến là những cái chuyên gia nước ngoài và những cái nhiều người khác có nhu cầu đi lại đối với Việt Nam trong quá trình chúng ta mở cửa hội nhập thì rất nhiều cái nước cũng mong muốn gọi là mở cửa để vào Việt Nam làm ăn, thì chúng ta phải mở cửa. Trước mắt là phải làm sao phục hồi được cái chuyến bay thương mại để mà mở cửa cái nguồn nhân lực cũng như là mở cửa cho nền kinh tế phục hồi. Và cái người đứng đầu chính phủ cũng yêu cầu là các ngành y tế cần phải tăng tốc nghiên cứu vaccine cũng như là những cái thuốc điều trị và tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là các cái quốc gia đã có kết quả nghiên cứu vaccine ban đầu. Thì trước mắt là chúng ta mua những cái vaccine mà các nước đã tuyên bố là thành công rồi đó, như là Nga và một số nước khác chúng ta cũng có đặt hàng rồi, nhưng mà vẫn phải thúc đẩy cái việc tăng tốc nghiên cứu vaccine trong nước nữa thưa quý vị. Bên cạnh đó thì cũng cần phải nghiên cứu cái dịch tễ học, cái khả năng miễn dịch cá thể và cộng đồng, và củng cố cái năng lực giải mã cái gen virus SARS-CoV-2. Cái điều này thì nhằm phục vụ cái việc là chúng ta ngăn chặn và chúng ta nghiên cứu cái thuốc chữa, rồi lưu ý nghiên cứu những cái ca tái nhiễm và cái khả năng miễn nhiễm của con người. Đó là những yếu tố mà Thủ tướng đặt ra cho cái ngành y tế. Thủ tướng cũng nhấn mạnh cái việc chúng ta phải tăng cường vận động người dân cài đặt cái ứng dụng Bluezone để sớm phát hiện lây nhiễm. Về hiện nay thì đã có hơn 25 triệu thuê bao cài đặt rồi, một cái phần mềm khá hữu ích ha. Nếu như quý vị lên trang Sếp Play hay là
App Store thì rất dễ dàng để mà cài đặt cái phần mềm Bluezone này để chúng ta kịp thời phát hiện ra là chúng ta đã tiếp xúc với những ca F1, F2 như thế nào để kịp thời mà kiểm soát cũng như là cách ly đối với những người mà chúng ta đã tiếp xúc, hoặc là chính chúng ta phát hiện ra chúng ta đã tiếp xúc với những ca nào rồi. Đối với các bộ ngành thì Ủy ban Nhân dân các tỉnh liên quan thì nên rà soát lại các cái thủ tục cho các cái chuyên gia rồi các cái nhà đầu tư nhập cảnh vào Việt Nam, và cần phải nhanh và đơn giản, thuận lợi và phải chặt chẽ về cái đảm bảo y tế, đặc biệt là cấp thị thực nhanh hơn, nhất là cần phải có quy trình cụ thể rõ ràng, chặt chẽ và hướng dẫn cho nhà đầu tư vào làm việc ngắn ngày ở Việt Nam. Đó là những cái yêu cầu mà Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các ủy ban nhân dân các tỉnh phải tập trung tháo gỡ những cái khó khăn trong cái khâu thủ tục hành chính. Và Thủ tướng cũng yêu cầu là các bộ, các ngành và các ban chỉ đạo phải xem xét cũng như phải sát sao và đề xuất với Thủ tướng về việc mở lại cái đường bay thương mại tới một số quốc gia có hệ số an toàn dịch bệnh cao. Tức là cái việc mở chuyến bay thương mại, chúng ta đã hướng tới trước đó một cái kế hoạch, đó là đầu tháng 8 là chúng ta sẽ thực hiện cái phương châm, đó là mở lại chuyến bay quốc tế theo mô hình nội khối nữa quý vị. Tức là chúng ta sẽ di chuyển, được phép di chuyển, chúng ta đàm phán với những nước mà đã có cái khả năng gọi là kiểm soát được dịch rồi, thì hai bên sẽ thống nhất, các nước hai bên hay là nhiều bên sẽ thống nhất với nhau trong khu vực nội khối đó đã đảm bảo an toàn trong cái việc phòng chống dịch bệnh rồi, thì những nước này sẽ thống nhất để mở cửa cái đường bay và đi lại với các nước đó thôi. Đó thì Việt Nam chúng ta đang hướng tới là những cái mô hình chuyến bay nội khối và đàm phán với các cái nước mà đã kiểm soát tốt dịch rồi, và bản thân trong nước chúng ta cũng phải là cái nước đảm bảo được cái hệ số an toàn trong nước và không để cho cái dịch bệnh nó bùng phát, và chúng ta phải là cái nước kiểm soát được cái dịch bệnh, thì khi đó chúng ta đi đàm phán những cái nước như vậy thì người ta mới chấp thuận, và cũng như chúng ta phải tìm hiểu những cái nước bạn để xem là họ cũng đã kiểm soát được bệnh chưa, và như đó và theo cái lộ trình đó thì chúng ta sẽ bay trong giữa hai hoặc nhiều nước mà cũng có cái hệ số an toàn chung như vậy, thì khả năng mà chúng ta kiểm soát được dịch không những trong nước mà cũng như kết nối được một số cái nước mà đã có chỉ số an toàn cao như vậy, thì giúp cho cái việc thông thương thương mại đi lại giữa các nước trong cái khu nội khối như vậy nó cũng sẽ dần dần được mở rộng ra. Và lãnh đạo chính phủ thì người ta cũng đề nghị là bên Bộ Ngoại giao phải chủ trì điều phối các cái chuyến bay đưa người Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài về nước, và đặc biệt là những chuyên gia, những cái nhà đầu tư đến Việt Nam bằng cái hình thức là sao cho linh hoạt, rồi đừng để quá tải tại các cái cơ sở tập trung. Vì bây giờ cái cơ sở y tế chúng ta quý vị cũng biết rồi, so với các nước phát triển thì nó không bằng rồi. Cho nên chúng ta thành lập những cái bệnh viện dã chiến để mà tạo thành cái khu cách ly tập trung như vậy, thì chúng ta phải xem xét coi cái năng lực của chúng ta có khả năng có bị quá tải hay không nếu như mở cái đường bay quốc tế như vậy. Đó thì bên lãnh đạo chính phủ người ta yêu cầu chúng ta phải xem xét cũng như là có những phương án kế hoạch cụ thể cho cái trường hợp này. Còn về vấn đề hỗ trợ an sinh xã hội thì Thủ tướng cho rằng là địa phương phải làm tốt được, phải làm tốt hơn nữa những gì cho doanh nghiệp, phải làm tốt cho những cái cơ sở sản xuất nói chung, và đặc biệt là làm tốt cho những người nghèo, bởi vì cái tình trạng thất nghiệp, người nghèo không có việc làm thì nó cũng khá là nhiều hơn rất là nhiều. Cho nên là Thủ tướng yêu cầu là các vấn đề an sinh xã hội phải đảm bảo tốt đối với các cái địa phương để giúp cho doanh nghiệp, rồi giúp cho các cơ sở sản xuất, rồi giúp cho những cái người nghèo để mà họ cố gắng có cái cơ hội để mà vươn lên, cũng như là giúp cho cái nền kinh tế của chúng ta phục hồi nhanh hơn. Đó là một số thông tin khá là mừng mà Biden Việt Nam mới đọc được và muốn lên chia sẻ với quý vị để quý vị nắm và quý vị yên tâm. Và Mini Việt Nam sẽ cố gắng tiếp tục cập nhật thông tin sớm nhất về những chuyến bay thương mại này khi mà Thủ tướng đã bật đèn xanh cho các bộ ngành để mà đưa lên những phương án để mà mở cái đường bay quốc tế trong thời gian sớm nhất. Vì thì hy vọng là trong tháng 9 này chúng ta sẽ có những chuyến bay quốc tế, những chuyến bay thương mại để cho các quý vị là người Việt Nam đang ở nước ngoài, là người Việt Nam đang ở xa xứ mà muốn về nước bị mắc kẹt, thì chúng ta có thể sớm mau về đoàn tụ với gia đình. Thì đến đây Mini Việt Nam xin tạm dừng clip, xin hẹn gặp lại quý vị trong clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.